Bye.
Merry Christmas!
Get on my list of the
Phúc à? Bạn Phúc à? Bạn Phúc tâm giao, bạn Hân, bạn cốt đồ quê, trí cốt đồ. Đi đá bóng đéo rủ thằng Linh này. Hết tâm bao giờ? Đây biết là nó sẽ không đi. Biết là nó sẽ đi mà không ai rủ đây. Rủ mãi đâu đi đéo được. Đâu, có rủ bao giờ? Hôm qua anh Thọ nó rủ em lần đầu. Anh Ninh mà. Anh Ninh không bao giờ đi. Anh Ninh có đá đâu mà đi. Anh Ninh có đá. Anh Ninh có rủ gãy miệng không đi đâu. Chứ nó chả chơi đâu. Một đéo chứ. Anh Ninh cũng chơi thể thao. Lên ơi, lên đây. Sáng nay anh mấy giờ anh dậy vậy? Anh ơi. Ừ. Hay quá anh ơi. 5 giờ kia rồi, 5 giờ vẫn đang thấy ông kia. Mày có cho làm đéo gì đâu. Chính ra anh không biết là mai anh được nghỉ nữa đâu. Cái nói anh biết đúng không? Nhắn biết bài mình. Gà, non. Em thấy từ đây, tôi thấy xuống sân không được mấy năm đang on, năm giờ sáng. Kiểu em làm việc thằng say quá, quên mất ngày nghỉ. Thôi im mẹ rồi. Thôi, chú đá khỏe, máy cất. Chú áo vào áo sỏ. Cắm nặt vào chơi game thì có. Bạn anh. Bạn anh. Đâu? Chú bắt anh quyết. Không. Bắt phơ kêu. Đâu? Đâu? Chú này xin mà đá mà. Đâu? Chính là bạn Quyết ạ. Đây. Chú này là xin vào đá. Ê, mua em đây. Có rồi. Con lên vào đá đi con. Nghỉ lấy giờ rồi. Có thở không học như kiểu mới ừ, mới nghỉ. Có thở ạ. Tao vô hình nhá. Tao vô hình. Bạn nó không ai chấp nhá. Không ai chấp. Đây đây đẩy đi không kịp. Đá quá hay. Vào đá đá như thế, kèm người như thế. Chẳng bóng được 2 lần. Em vẫn chưa nhận ra ai với ai trong công ty mình. Công ty mình á? Tại công ty mình có mấy ai đâu mà nhận ra. Anh Quyết, Thọ, Giang. Hết rồi. Hết rồi. Thằng Hoàng không? Hoàng, ừ thằng Hoàng kia. Thằng Hoàng đâu nhỉ? Đâu? Rồi, đúng số rồi. Đây, đấy, con lợn béo trắng kia. Đây là thằng Hoàng đây, béo như con lợn đây. Đây á, ừ. Áo cam tới xanh đi mày. Nhìn vai biết vâm nhé. Vâm khỉ như lợn. Nhung nó vỗ tốt quá mà. Béo. Béo xưa vào trắng trẻo đẹp dai, gầy trông thư sinh cả. Nhung nhà bây giờ trông lợn. Thường khác ngày xưa nhỉ? Giờ... ngày xưa vào còn bé bé bé. Ngày xưa chẳng ngon lắm. Giảm dây giảm ngô, ngon béo rồi. Đi bán anh ơi. Uầy. Anh Hiếu này cúi cái đầu xuống quay. Nó ngồi giáo yên này. Nằm ra. Giờ cao hết mức rồi vẫn không dính cái đầu. Cắt cái đầu đi. Để quay anh nhớ. Quay con ghê một vào chưa được một phút mày à. Tất cả bạn bè của em hồi như toàn luôn. Đó mày đấy. Thật vã hò luôn. Người như con trộm trộm hộp. Ui dồi. Chân thân sốt. Tôi quay được cái cảnh đá hồn của anh Sơn. Đá hồn là gì? Ôi vô lê xịt được một ui. Hai số đây. Ui giời lần này. Ui giời thủ môn nằm luôn. Ủa Giang về thủ môn à? Đi được mà, cái này đi được mà. Bắt buộc phải lấy xe ra kia, lấy xe ra đầu để lấy vé. Thì đầu kia cũng thu vé mà mày. Không có thu đâu. Có. Không thu. Bọn tao đi vào đầu kia mà. Ừ. Ủa anh ơi đừng phút em anh ơi. Thọ lấy thịt đè người đi Thọ. Lấy thịt đè người hả? Không có mồm nữa à? Thọ kìa. Phút đầu tao làm chó. Đi qua lại còn phải làm động tác siêu sao nháy mắt ngầu 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 anh nhớ về với chị à? Ừ Thọ. Ừ đi qua phải nháy mắt như này như này như này đấy phải làm màu đấy cơ nhưng ta đồ thôi ôi rồi Thọ
khán giả Diệu Linh có một nhu cầu bắn tim. I can you. I can you go. Who at who care? Ai hỏi mà bộ trưởng trả lời. Bao nhiêu? Có bao nhiêu thế là bao nhiêu? Bao rồi. Mày đang cổ vũ cho đội bạn đấy. Tỷ số nào rồi? Tỷ số nào? Ba đều. Anh nhớ phải ghi 4 ba đều. Ba đều ơi, ba đều. Em